Nagat nhắc đến hội chị em của Thiên Ân, Lào, Malaysia đẹp hơn còn không lọt top 20. Trước sự phẫn nộ của netizen Việt Nam, ông Nagat đã đáp trả bằng rất nhiều lời chê bai đến Hoa hậu Thiên Ân. Sau đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 vào tối ngày 25 tháng 10 vừa qua, ban tổ chức đã hứng chịu làn sóng chỉ trích của phần lớn khán giả Việt Nam. Theo đó, đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã phải dừng chân tại top 20 chung cuộc. Netizen cho rằng Thiên Ân xứng đáng được đi tiếp vào top 10. Trước sự phẫn nộ của VNet, mới đây ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International đã livestream để giải đáp những thắc mắc của khán giả. Theo đó, ông cho biết bản thân đã phải đấu tranh rất nhiều để đưa Thiên Ân vào top 20. Lời giải thích của Nawaz càng khiến dân tình bức xúc khi ông liên tục chê rằng Thiên Ân không đủ đẹp. Thậm chí, Nawaz còn nói rằng các đại diện khác đẹp hơn nàng hậu của Việt Nam nhưng không được lọt top 20, có nhiều nước châu Á không được lọt vào top 20. Malaysia đẹp hơn, Lào đẹp hơn, Ấn Độ đẹp hơn mà còn không được vào top 20 như đại diện của các bạn. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại tức giận. Việc Nawaz nói rằng ông phải cố gắng đưa Thiên Ân vào top 20 là hoàn toàn sai lầm bởi cô đã được khán giả tại quê nhà đồng lòng bình chọn cho đến phút cuối. Sau livestream của ông Nawaz, phần đông netizen tỏ ra thất vọng và không muốn tiếp tục ủng hộ cuộc thi nhan sắc này. Đây là lần đầu tiên có một chủ tịch cuộc thi sắc đẹp lại thẳng thừng chê bai nhan sắc, vóc dáng của một thí sinh dự thi một cách công khai. Top 20 là vote, mà giờ ông bảo là cố gắng để cho Thiên Ân vào top 20, chứng tỏ chương trình dàn xếp, cả cái vote cũng vẽ ra để tăng follow ở phải không? Top 20 là chính, chúng tôi lựa chọn để làm bước đệm cho cô ấy tiến sâu hơn chứ không phải chỉ đến vậy mà thôi. Có ai thấy chủ tịch Miss Universe hay Miss World lên mạng thẳng thừng chê bai thí sinh vậy chưa? Vẫn cảm thấy khó hiểu khi chủ tịch công khai chê nhan sắc thí sinh rồi so ai đẹp hơn ai xấu hơn.